Mấy con cút nhỏ nhỏ mà có vỏ, chiên lên là có mồi bén liền. Cùng Út đi hái rau rừng, bắt cút về làm cút quay nghe. Út là đạo rau, bữa nào ăn cơm cũng phải có một hai món rau ăn mới ngon. Dọc bờ sông, cây cỏ tươi tốt lắm nên đi kiếm mớ rau rừng về xào. Loại Út hái tên là gao dớn, ăn mát và giòn. Canh mấy cọng non non mới nhú Út lặt hết. Cọng nào cọng nấy nó giòn rợp rợp, ngắt khúc mà nghe đã tai luôn. Mấy con cút thì gửi người ta đi chợ chứ trên chỗ Út không có. Rửa với gừng cho sạch và thơm, Út nấu nồi nước luộc từ quế, hồi tiêu, dòng màu điều và mạch nha. Tàn hết gia vị mình đem nấu cút. Nấu chừng 10 phút cho thấm vị mình đem ra phơi ráo. Cứ mấy món quầy muốn da giòn phải phơi hồi nào da khô lại, chiên lên là đảm bảo ngon. Còn mấy con cút Út bầm nhuyễn làm xôi, làm chừng 3 con là vừa ngon. Món xôi ngon hay không là khúc xào này nè. Út nêm gia vị rồi thêm 3 muỗng nước tương tam thái tử nhất ca sánh đậm mới, được lên men tự nhiên từ đậu nành tuyển chọn nên dậy mùi thơm đặc trưng. Xào chín Út trộn với xôi rồi cho vô nồi gang để xôi nóng và giòn, giống như cách làm xôi cua là ăn ngon dữ lắm. Cút nãy giờ cũng ráo, Út bắt chảo dầu nóng lên chiên. Cút quay vỏ ngoài giòn, bên trong vẫn còn mỏng nước. Chiên kiểu này thịt cút dai và ăn ngon dữ lắm. Kế bên thì Út nấu táo đỏ, nấm mèo với nước tương. Chài tam thế tử nhất ca sánh đậm có bao bì mới nhìn khác biệt hen. Nước tương sánh quyện, táo đỏ ngọt, nấu lên là được nước chấm món quay đặc trưng, vừa đậm đà vừa dậy mùi thơm. Giờ đi làm dĩa rau rừng xào với lòng, rồi bày xôi ra là ăn được rồi. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Trong mà thịt cút bầm xào. Nóng nước tương với táo đỏ.